Đau quá. Đó đó, thấy không? Chết rồi vợ. Đây, mất hồn mình nào không? Đây. Sam. Đây. Quay. Hello, xin chào các bạn nha. Thì đây là cái con diều sáo 1m7 dáng Batman nha các bạn. Dạng đuôi cá, hình Batman. Thì mình đã hoàn thiện nó trong cái video trước rồi. Bây giờ mình sẽ đem cái con này đi thả thử nha các bạn, xem là bay có ok không nha. Thì bạn nào mà chưa biết cách làm lên con diều này á, thì các bạn có thể xem video hướng dẫn của mình nha. Mình đã hướng dẫn cho bạn ở một cái video hướng dẫn rất là chi tiết các bạn, từ cách buộc lèo cho đến là cái cách đo rồi kéo cánh rồi lên nha các bạn. Và đã hoàn thành hết rồi nha. Giờ con này là mới, là mới luôn, chưa test lần nào luôn. Bây giờ cùng với mình đi thả thử xem là bay ok không nha các bạn. Coi gió hôm nay nè các bạn, rất là mạnh luôn các bạn. Gió hôm nay mình thấy khá là mạnh nha. Giờ thì cùng với mình đi thả thử cái con diều này nha các bạn. Thì mình sẽ thả tại khu vực đây thôi các bạn. Tại mình test diều mà. Đây là mình thả lên xem là bay ok không thôi nha các bạn. Chứ cũng chưa phải là thả nhiều nên không phải đi chơi nên là không có thả nhiều dây đâu. Thả xương xương ha. Này có con sùm bị heo các bạn. Ok. Mình đang đi ra cái khu này để mình thả. Khu này mình cũng hay thả lắm. Ui gió kinh khủng. Gió cực luôn các bạn. Hôm nay gió mạnh lắm. Gió mạnh nè, nhưng mà một mình thì hơi khó thả nha. Tại vì mình phải cầm cái điện thoại mình quay nữa. Các bạn coi nắng nè. Trời ơi nó nắng. Ui gió. Nắng mình quay lại một lần nữa cho các bạn xem cái con diều nha. Đấy thì mình nói là nó hơi dùng ở cái đoạn chiều ngang, chiều dài của nó một xíu. Nhưng mà không sao các bạn, cũng rất là đẹp. Đấy. Đuôi rồi nè, rất là nét. Giờ mình sẽ thả lên thử nha các bạn. Do một mình nên là khó thả lắm. Mình giục cái cuộn dây xuống mình thả nha. Không biết là cầm được không đây. 1m7 thì nó kéo cũng nặng lắm các bạn ơi. Mình chưa test lần nào luôn. Ôi bay được rồi này. Ồ, lên rồi này. Ồ bay đầm nha. Bay ngon nha các bạn. Mình sổ dây lố. Sổ dây lố các bạn. Không sao, mình thấy là bay được các bạn. Nãy nó mới bị hớp gió một phát. Ok á, mình nhìn là có khả năng bay rất là tốt á. Giờ lên lại nha các bạn. Tại vì cái khu này á các bạn biết không, cái khu này á thì nó bị nhà nó che khá là nhiều. Này, mình giật tay lên nha. 1m7 mà giật tay lên được là thấy cũng rất là dễ á. Ô căng á các bạn, bay đã lắm. Mà cầm cái này đau tay quá. Ok. Ơi. Lên. Ok các bạn. Mình đang sổ dây cho nó lên nha các bạn. Ok, mình thấy là bay lên được rồi đó các bạn ơi. Ngon rồi đó. Tại mình thả dây ngắn quá nên là nó bay nó bị phải gọi là sao ta? Nó bị nghiêng các bạn. Nhưng mà trên cửa đây là bay ngon rồi, đầm rồi nè. Thì các bạn biết không? Cái khu vực đây các bạn coi này, nhà nó che nè, nên là ở dưới nó không có gió đâu. Lên tới đây là bắt đầu ok, gió đều rồi. Bay ok hơn rồi. Một mình thì thả con này cũng hơi khó các bạn, nhưng mà đã bay lên thành công nha các bạn, giật tay luôn. Đây trên đầu mình đây. Giật tay lên bay ok rồi nha các bạn. Đó, nói chung là gió mạnh về bay quá là ngon luôn các bạn. 1m7 nha các bạn. Thì video hướng dẫn thì cũng đã làm rồi. Bạn nào mà chưa biết cách làm thì có thể xem lại video hướng dẫn giúp mình nha. Đây bay trên đầu mình nè. Mình thì mới thả có một miếng dây các bạn à, nên là nó bay cũng còn đảo đó. Ngắn lắm các bạn. Tại vì mình sợ dính dây điện các bạn. Dây điện các bạn thấy đằng kia không? Đấy, mình thả chơi thôi các bạn, nên là mình thả ít dây thôi. Đây nè. Giờ mình sẽ về mình lấy flycam mình bay lên xem thử nha các bạn, coi ok không nha. Đây gió mạnh không biết flycam bay nổi không nữa. Đây. Nói chung là con diều mình nó bắt đầu đầm hơn rồi các bạn à. Bây giờ mình sẽ buộc nó vô cái khúc đây đỡ nha. Buộc vô mình thả đỡ trước đi. Tại vì bây giờ mình cần phải về mình lấy cái flycam mình bay lên thử nha các bạn. Coi thử đẹp không ha. Đây. Giờ buộc chỗ nào ta? Giờ neo chỗ nào đây? Đây mình nghĩ là mình dùng cái gì đó mình đè lại. À, cái cây này được nè các bạn. Cái cây này được nè. Một cái cây khá là bự luôn. Mình neo vô nha các bạn. Các bạn thông cảm nha, tại vì mình cầm một tay mình khó neo quá. Mình tắt máy nha. Ok các bạn, mình vừa quấn neo vô cái khúc gỗ các bạn. Cái trụ não luôn nha các bạn. Bay con diều bay khá là đầm đẹp luôn. Một phát ăn ngay luôn, không cần chỉnh lèo chỉnh gì hết các bạn. Đây. Căng dây cực luôn, bay rất là đã các bạn. Mình cảm giác bay con này nó đã hơn con 2m2 của mình nữa. Ôi nhưng mà ở đây không có ai canh hơi khó nha. Tại vì gió nó không có được điều các bạn. Thả dây dài hơn thì mình tự tin hơn. Mình thả dây ngắn quá.
Ok, về mình lấy máy nha các bạn. Đây các bạn coi nó bay rồi các bạn ơi. Đấy. Hơi gió mất rồi thấy không? Nguy hiểm không? Đây là tranh thủ lẹ lẹ nha các bạn nha. Đó, nó chuẩn bị hớp gió nữa. Đó, 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 nó bay cao quá, nó bay cao quá. Đó, đó, thấy không? Chết rồi giờ. Đây, mất hồn mình nào không? Đây. Xong. Đây. Quay. Đây. Má bà kia bà nhỏ bà hung ghê không? Ủa hồn chị mén. Ui gió mạnh tới, gió mạnh tới, gió mạnh tới. Căng bao nhiêu kìa. Quơ. Cái. Lấy cái cày bắn đá rồi đủ phòng ba đó. Ok. Ok, nhịp loạn. Sâm. Cô Sâm, đi về. Nhanh. Đây là hàng chuẩn bị gửi đi cho các bạn nè các bạn. Đây là mẫu diều 1 mét nha. Còn đây là cái con diều đang bay, mình đang test nè. Đó, bay rất là ok luôn. Mặc dù thả dây ngắn nha. Ô, gió nó mất các bạn. Cái này là do gió nó mất chứ không phải là do diều nha. Các bạn để ý là khi mà cái diều mà nó hớp như vậy á, là bị nó bị mất gió bạn. Do mình thả dây ngắn quá. Mà ở dưới khu vực đó, cái toàn là nhà không à. Ok. Giờ hãy cùng với mình đây nè, trong đây cũng là diều chuẩn bị gửi đi cho các bạn nè. Ok, cùng với mình vô lấy flycam bay thử nha các bạn. Đấy, lên đèn rồi đó các bạn. Rồi mở thêm cái công tắc này nữa. Ok. Rồi, ok, đã kết nối rồi nha. Giờ mình sẽ lấy cái điện thoại mình đang quay này, mình kết nối vô cái flycam nha các bạn, để mình bay được nha. Thì mình sẽ không ghi hình nữa mà mình sẽ bắt đầu ghi vào cái cảnh máy bay nha các bạn. Đây là cái máy bay flycam của mình. Đó, gió này không biết là con này có bay nổi các bạn. Thì con này nó cũng rẻ, tầm 3 triệu mấy á. Nên là nó 2 triệu mấy, 3 triệu mấy các bạn, nên nó cũng rẻ. Nên là bay cũng yếu lắm. Giờ hãy bay thử nha các bạn nha. Định là sẽ cho cái con flycam của mình bay lên đó để quay mấy cái cảnh nhiều đang bay các bạn. Nhưng mà hơi lỗi một xíu nha các bạn. Thì có lẽ là video sau nha. Thì còn video này mình sẽ kết thúc lại đây nha các bạn. Có lẽ là hơi ngắn nhưng mà cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Giờ mình sẽ thu dây con diều này lại để đi về nha các bạn. Con diều vẫn đang bay rất là ok. Đây dưới đầu mình nè. Đó các bạn thấy nó bay đầm không? Giờ mình thu dây lại đi về nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.